bước xuống này, các bạn có thể thấy mình đứng ngay dưới chân đó. Mình đang đứng ở ngay dưới chân cái tòa nhà này. Cái tòa nhà phải nói là rất là đẹp luôn. Các bạn thấy nó bằng kính này. Và mình thấy nó rất là chắc. Và gió rất là mát đã. Ở phía này có nước này. Đây là lần đầu tiên mình đến ngắm và đứng gần cái tòa nhà hình chứng như thế này. Chứ mỗi lần mình chỉ nhìn qua hình ảnh của bạn bè chụp thôi. Và phía bên tòa nhà đó thì các bạn có thể thấy ở đây có một cái thang máy nè. Thì trước là thang máy hoặc là một cái chỗ để đi bộ. Đó, các bạn có thể thấy ở phía dưới này để đi xuống phía dưới tầng. Và thêm một cái nữa đó là mình thấy cái không gian ở đây người Nhật họ thiết kế rất là hài hòa.